vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ không đầu tư vào Việt Nam. Trong chuyến công quán Hoa Kỳ từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc và gặp gỡ với một số tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Meta. Đồng thời, ông cũng đề nghị phía Mỹ giúp đỡ Việt Nam phát triển về công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học. Theo công bố của hãng công nghệ Microsoft, tập đoàn này sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ đô la tại Indonesia, trong lúc Amazon thì tiết lộ kế hoạch đầu tư tới 9 tỷ đô la tại Singapore, 5 tỷ đô la vào Thái Lan và 6,2 tỷ đô la vào Malaysia. Mới nhất vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, gã khổng lồ Google vừa công bố đầu tư tổng cộng tới 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, quyết định vừa kể trên được đưa ra sau khi Google cân nhắc sẽ đầu tư vào Việt Nam hồi tháng 8 năm 2024, nhưng cuối cùng đã không làm tại Việt Nam. Khi đó, mạng xã hội Việt Nam chia sẻ thông tin tin rằng Google đang xem xét xây dựng một trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Sài Gòn. Điều đó đã thu hút sự chú ý của công luận trong nước cũng như quốc tế. Nhưng cuối cùng, Google lại chọn Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia Đông Nam Á khác, khiến Việt Nam lỡ mất cơ hội thu hút đầu tư lớn. Vậy, vì lý do gì mà Google đầu tư vào Malaysia và Thái Lan nhưng lại bỏ qua thị trường Việt Nam? Theo giới phân tích đầu tư quốc tế, Việt Nam đã gặp bất lợi lớn khi cạnh tranh với hai nước trên bởi những hạn chế về các mặt như chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng và sự can thiệp của chính phủ và hoạt động kinh doanh. Một trong lý do quan trọng khiến Việt Nam để lỡ dự án của Google là vấn đề thể chế chính trị. Hệ thống chính trị độc đảng ở Việt Nam là điều hoàn toàn khác với thể chế chính trị dân chủ đa đảng ở Malaysia và Thái Lan. Hai quốc gia vừa kể trên có hệ thống tam quyền phân lập, có đảng đối lập và tiếng nói người dân được coi trọng. Đó là những yếu tố cần thiết để đảm bảo cho việc giám sát và điều chỉnh quyền lực, để đảm bảo tính công khai và minh bạch. Vào tháng 4 năm 2024, giám đốc điều hành Tim Cook đã đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi ông rời Việt Nam thì tập đoàn Apple đã quyết định đầu tư nhà máy của họ tại Indonesia. Bên cạnh đó, yếu tố năng lượng điện không ổn định cũng như cơ sở hạ tầng Internet của Việt Nam chưa ổn định, tình trạng đứt cáp biển, băng thông quốc tế vẫn thường xuyên xảy ra. Những điều này đã ảnh hưởng lớn hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài. Mới đây nhất, Hoa Kỳ đưa ra các cảnh báo với chính quyền Việt Nam về việc sử dụng các tuyến cáp quang của Trung Quốc sẽ là mối đe dọa đến an ninh mạng, bảo mật dữ liệu. Đây là điều rất nguy hiểm và là thách thức lớn trong việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao. Hơn nữa, luật an ninh mạng của Việt Nam đã tạo ra một rào cản tương đối lớn. Theo đó, nhà nước yêu cầu các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu của người dùng trong nước. Đồng thời, chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các doanh nghiệp này phải đặt máy chủ và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Đây chính là vấn đề vi phạm nhân quyền mà các doanh nghiệp phương Tây khó có thể chấp nhận. Chỉ riêng khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Google vào Malaysia đã tạo ra 26.500 việc làm, đồng thời đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào GDP của Malaysia tính đến năm 2030. Tương tự, việc đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan cũng sẽ tạo ra trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Chính quyền Việt Nam lấy lý do đảm bảo an ninh quốc gia nhưng lại đưa ra các yêu cầu khiến các công ty công nghệ khó có thể chấp nhận vì nhu cầu hoạt động độc lập của họ. Từ đó dẫn đến việc họ không cảm thấy thoải mái khi quyết định đầu tư vào Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ không đầu tư vào Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm chọn thăm hai nước cựu cộng sản Mông Cổ và Cuba với mục đích gì? Các hoạt động đối ngoại liên tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ quyết định sự thành công
cũng như ngày càng củng cố quyền lực của ông Tô Lâm trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới quan sát, gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm liên tiếp thực hiện các chuyến công du ngoại quốc, nhưng dường như ông ta không lo ngại về việc mất quyền lực. Điều đó đã cho thấy vị trí và vị thế lãnh đạo cao nhất trong đảng của Tô Lâm vẫn đang vững chắc như thế nào. Sau khi kết thúc chuyến công cán đến Mỹ và thăm chính thức Cuba nhiều ngày, một đồng minh ở Tây Bán Cầu từ ngày 21 đến 27 tháng 9, từ 30 tháng 9 đến 7 tháng 10 thì ông Tô Lâm lại đến thăm chính thức cấp nhà nước tại Mông Cổ, Ireland và Pháp, đồng thời tham dự hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Pháp lần thứ 19. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại chọn thăm Mông Cổ và Cuba, vốn là hai nước cựu cộng sản, và với mục đích gì? Phải chăng ông Tô Lâm muốn chứng minh cho nội bộ lãnh đạo của đảng và nhân dân thấy sự chuyển đổi dân chủ đã khiến cho đất nước Mông Cổ thành công vượt bậc trong việc chuyển đổi thể chế chính trị trước khi Liên Xô tan rã và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ? Giai đoạn 1989-1990, cả Việt Nam, Mông Cổ và Cuba đều là quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo. Cùng chung mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo toàn diện và độc tôn của Đảng Cộng sản. Với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Xô Viết, với chế độ sở hữu nhà nước là hình thức duy nhất, mô hình cộng sản vừa kể trên đã khiến cho nền kinh tế kiệt quệ và người dân thì đói khát, đẩy tất cả các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đến bến bờ của sự sụp đổ. Khi đó, tất cả các quốc gia cựu cộng sản Đông Âu và Mông Cổ lập tức cải cách thể chế chính trị, chuyển sang đa đảng và hầu hết đã thành công đến bây giờ. Ngược lại, theo gương Trung Quốc vào năm 1986, Việt Nam cải cách chuyển đổi sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng vẫn duy trì chế độ độc đảng về chính trị. Riêng Cuba thì vẫn kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa từ đó đến nay. Kết quả là nền kinh tế nước này đã kiệt quệ, dân chúng luôn ở trong tình trạng đói khát và cầu xin viện trợ nước ngoài. Đó là lý do mỗi khi lãnh đạo Việt Nam đến thăm Cuba thường tặng hàng ngàn tấn gạo. Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, thu nhập bình quân đầu người của Mông Cổ vào năm 2023 ở mức 16.300 đô la, cao gấp rưỡi Việt Nam và gấp đôi Cuba. Nhưng đáng chú ý, theo bảng đánh giá tình trạng tự do dân chủ toàn cầu năm 2024, trong 30 năm qua, người dân Mông Cổ đã xây dựng một xã hội tự do dân chủ ở mức cao gần tương đương với nước Mỹ. Trái ngược hẳn với thể chế độc tài ở Cuba và Việt Nam, dưới sức ép của dư luận, đặc biệt là vai trò của lực lượng sinh viên, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ cầm quyền khi đó đã chấp nhận từ bỏ vai trò chính trị hợp pháp duy nhất, đồng thời từ bỏ đặc quyền sử dụng ngân sách nhà nước và kiểm soát bộ máy chính phủ, quân đội cũng như công an. Đổi tên đảng Đảng Nhân dân Mông Cổ để tiến hành công cuộc cải cách chính trị sâu rộng vào năm 1990, sau đó thành một đảng chính trị bình thường trong xã hội đa nguyên đa đảng để cạnh tranh với các đảng phái chính trị khác. Vậy mà sau khi cuộc bầu cử tự do công bằng hiến pháp mới, Đảng Nhân dân Mông Cổ vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước với tỷ lệ ủng hộ lên tới 60% số phiếu bầu và 86% tổng số ghế trong quốc hội. Các đảng khác giữ vai trò đảng đối lập chiếm 40% số phiếu bầu. Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là con người thực dụng, không quan tâm đến các học thuyết giáo điều giống như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng làm. Chắc chắn ông Tô Lâm, một nhân vật được đánh giá là có ý chí cải cách, thừa sức hiểu và quyết định lựa chọn mô hình của Cuba hay Mông Cổ để mới đưa Việt Nam theo hướng nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm chọn thăm hai nước cựu cộng sản Mông Cổ và Cuba với mục đích gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de